tăng tốc thi công, nhà ga T3 Tân Sơn Nhất sẽ cán đích trước ngày 30 tháng 4 năm 2025. Nhà ga hành khách T3 tại sân bay Tân Sơn Nhất đang trong quá trình thi công và dự kiến sẽ hoàn thành trước ngày 30 tháng 4 năm 2025. Có tổng vốn đầu tư lên đến 10.990 tỷ đồng. Dự án bao gồm 3 công trình chính. Nhà ga hành khách, nhà ga này có tổng diện tích sàn khoảng 112.500m², gồm 4 tầng và 1 tầng hầm. Có 90 quầy check-in, 20 quầy tự động thả hành lý, 42 kiosk check-in, 27 cửa ra vào máy bay, 16 kho hành lý và 25 cổng an ninh sân bay. Ngoài ra, còn có một khu vực riêng cho hành khách VIP với 8 cổng an ninh và phòng chờ hạng thương gia. Nhà để xe cao tầng, nhà để xe này sẽ có 2 tầng hầm và được xây dựng song song với nhà ga hành khách. Nhiệm vụ của nó là đáp ứng nhu cầu đỗ xe của hành khách. Hệ thống cầu tầng dẫn vào nhà ga, đây là hệ thống cầu nối giữa nhà ga và sân đỗ máy bay. Hiện tại, tiến độ xây dựng của cầu này đã đạt hơn 80% so với tiến độ mục tiêu. Nhằm rút ngắn tiến độ, ACV và các nhà thầu đã ký giao ước phát động thi đua đợt 2 với mục tiêu hoàn thành kết cấu thép mái chính của nhà ga và nhà để xe cao tầng trước ngày 2 tháng 9, lễ Quốc khánh. Khi hoàn thành, nhà ga hành khách T3 sẽ có công suất phục vụ hơn 20 triệu hành khách năm, khai thác được tất cả các loại tàu bay cốt C và cốt E. Dự án cũng được thực hiện đồng thời với các tuyến giao thông kết nối do thành phố Hồ Chí Minh làm chủ đầu tư, nhằm kéo giảm ùn tắc giao thông xung quanh sân bay Tân Sơn Nhất.